Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đồng Nai ngày hôm qua đã phối hợp với Ban dân huyện Long Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 và triển khai thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 cho hơn 30 đại biểu đại diện cho các cơ quan ban ngành đoàn thể và các xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh công tác thu nộp quỹ năm 2018 trên địa bàn tỉnh, giới thiệu hình ảnh một số công trình phòng chống thiên tai tiêu biểu tại địa phương trước và sau khi tu sửa tóm tắt những văn bản quy phạm pháp luật liên quan về phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống thiên tai theo đó, trong năm 2018, quỹ phòng chống thiên tai tỉnh đã thu được trên 50 tỷ đồng, vượt kế hoạch gần 20%. riêng huyện Long Thành thu được 553 triệu đồng, đạt 101% so với kế hoạch. Trong năm 2019, huyện Long Thành được giao chỉ tiêu nộp 553 triệu trên 9.600 triệu đồng, tổng nguồn thu nộp quỹ phòng chống thiên tai toàn tỉnh, nguồn quỹ trên sẽ giúp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và các nhu cầu cấp thiết khác cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai.